Quán bún bò trên đường Dân Chủ phải chăng là quán ruột của nhiều người ở Thủ Đức, lần nào đi ngang cũng tấp nập. Hành trình cùng mình đột nhập những chiếc quán đông khách ở Thủ Đức chưa biết khi nào kết thúc phần 9. Tụi mình ở Thủ Đức xin chào. Phải công nhận là Thủ Đức có nhiều quán ngon thiệt, dù là hơn 2 năm qua, ngày nào tụi mình cũng đi khám phá quán mới mà vẫn chưa thể ăn hết được. Như cái tiệm bún bò Phong Béo nằm trên đường Dân Chủ, nghe nói là đã bán gần 20 năm, lần nào đi ngang mình cũng trầm trồ và thắc mắc là ngon lắm hả ta. Có vẻ như là mình cứ thấy quán nào đông đông là y như rằng đều có tụi đời lâu hết trơn á. Tụi mình quyết định order một tô đặc biệt 60 cành với lại một tô bún bò gần 40 cành để ăn thử cũng như so sánh cho mọi người coi nha. Cái tô đặc biệt khi mà được đem ra là tôi hú hồn liền, phải nói là siêu to khổng lồ. Bên trong thì có đầy đủ các loại topping như là tái, nạm, gần lưỡi tim và một cái giỏ heo ủ nụ. Tính ra là một tô 60 cành như này thì mọi người thấy sao? Chứ mình thấy cũng hợp lý. Còn cái tô 40 cành của em, tôi gọi là tô chỉ có gần thôi nên là ăn ngán gần luôn. Dạo này thì cứ chiều tối lại mưa, húp thử miếng nước lèo ngon nha. Ngọt thanh, một chút đậm đà, mùi thơm riêng. Thích cái sợi bún bò ở đây có lẽ được trụng kỹ nên là cảm giác tươi hơn hay sao á. Topping nào cũng hợp khẩu vị của mình và chất lượng như clip mình quay á. Thơm cái mùi ạ. Một điểm đó là tuy quán đông nhưng mà cái khâu phụ ra món siêu nhanh luôn nha. Bạn nào mà chưa ăn mà ở gần đó thì có thể tham khảo thử nha. Trong lòng mình thì cũng đã có một quán bún bò siêu ưng gần nhà rồi. Ai đặt bún bò thì đợi tôi clip sau nha. Bye.